Cũng giống như ở Việt Nam thì vào dịp trước Tết Nguyên đán, nhu cầu di chuyển để về quê ăn Tết tại Trung Quốc lại tăng vọt. Tuy nhiên là quốc gia có diện tích rộng nhất châu Á và có số dân lớn nhất thế giới thì tổng quãng đường đi lại để về quê ăn Tết của người dân ở Trung Quốc ước tính dài gấp 8 lần khoảng cách từ trái đất lên tới mặt trời. Theo ước tính của kênh CNN thì năm ngoái số km trung bình mà một người Trung Quốc di chuyển trong đợt về quê ăn Tết là 410 km, khiến tổng số km mà người dân nước này di chuyển trong cuộc đại di cư đạt 1,2 tỷ km, tức là gấp 8 lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trời. Năm nay, theo ước tính của chính phủ Trung Quốc, thì con số này dự kiến tăng 2,2% khi mà có tất cả là 2,98 tỷ chuyến đi được thực hiện. Truyền thông quốc tế gọi hành trình về quê ăn Tết của người Trung Quốc là cuộc đại di cư lớn nhất hành tinh. Với tốc độ mua vé tàu hỏa trực tuyến thống kê là 1.000 chiếc vé mỗi giây. Trong dịp này thì chúng ta đủ hiểu hành trình về quê ăn Tết của người Trung Quốc ồ ạt và vất vả đến như thế nào. Tuy nhiên sự chen chúc ấy, thời gian nghỉ Tết ngắn ngủi ấy khi mà so với quãng đường hàng nghìn km mà họ phải đi là việc tốn kém cũng không ngăn nổi khát khao đoàn viên của những người con đi làm ăn xa xứ. Vâng, bởi thế mà mới có chuyện thì những người không mua được vé tàu thì họ sẵn sàng đi xe máy cả nghìn km, cả nghìn cây số, hoặc là họ đạp xe cả tuần lễ chỉ để kịp về đón giao thừa. Vào năm 2014 thì một sinh viên năm thứ nhất ở Chang An, Trung Quốc thì đã đạp xe trong 8 ngày liên tục vượt quãng đường gần 1.000 km về quê ăn Tết. Hay như là có sinh viên đi bộ cả 400 cây số chỉ vì muốn được đón năm mới cùng với gia đình của mình. Vâng, tuy rằng cuộc sống bận rộn ngày nay đã khiến cho ý nghĩa của ngày Tết dành cho gia đình dần bị lãng quên, nhưng thực tế là mong ước đoàn tụ gia đình dịp Tết luôn âm ỉ ở trong mỗi người. Nhờ đó mà suốt 3 năm qua thì với một thông điệp là về nhà đón Tết, gia đình trên hết, thì những clip quảng cáo của một thương hiệu dầu ăn đã khiến cho hàng triệu người xúc động và được đánh giá là chiến dịch truyền thông thành công nhất trong đợt cao điểm mua sắm dịp cuối năm ở tại Việt Nam.